cho em cái xúc xích. Ui, làm gì có xúc xích đây? Xúc xích à? Qua đây gọi là tập thể dục, gập bụng. Em phấn đấu mỗi ngày gập 50 cái. Sao lại gập 50 cái làm gì? Gập bụng để đắm mỡ. Thế em có thấy em béo không? Có. Hả? Có. Béo nhất phần nào? Bụng, phần đùi. Rất là chân to. Chân to á? Thế là em quyết định sáng dậy gập 10 cái, xong rồi trưa nếu mà hứng lên gập được tầm 30 cái nữa. Xong thế tối đi ngủ em gặp thêm 20 cái nữa. Sao là buổi trưa lại gặp nhiều hơn buổi sáng? Buổi sáng mà gặp nhiều hơn. Đó, buổi chiều ấy, cái lúc mà tầm 3 giờ ấy gặp. Thế nhưng mà liệu có hôm nào em hứng được không? Hứng á? Em bảo em hứng lên thì em gặp ấy. Thế hôm nào em cũng hứng. À, hôm nào cũng hứng à? Quyết tâm anh ạ, quyết tâm thì gì? Cái khởi mộng như vậy. Chào các bạn. Hiện tại chúng tôi đang ở phòng trọ. Hôm nay có một điều đặc biệt, đấy chính là hôm nay chỉ có 3 người. Ekip này chỉ có 3 người. Buồn thật. Nó chạy hết đi rồi. Một thằng quay phim và 3 đứa diễn viên. Tức là 4 nữa, à Hào đó là 4. Tức là hôm nay các bạn bận đi thi rồi đi học, đi chơi gì. Nói chung là bận hết. Chỉ còn 3 anh em chúng tôi. Hảo đến nữa là 4. Tức là thằng này sẽ quay phim. Cái gì? Vừa quay phim vừa dùng mic. Vừa cầm mic tất cả mọi thứ vậy. Đây là quang cảnh xóm trọ mới của chúng tôi. Thực ra ở đây thì chúng tôi chỉ thuê. À không phải, chúng tôi để mượn. Mượn để quay thôi. Còn thực ra thì không ở đây. Trước đây thì ngày xưa là cái hồ. Các bạn xem mấy tập trước là có cái hồ ở đây. Đằng sau tôi ấy. Bây giờ người ta chuẩn bị làm ấy rồi, chuẩn bị làm nhà thờ, đang đập hết rồi, buồn. Thì cái quang cảnh nó không được đẹp như ngày xưa nữa, nhưng là cái nó rất giống sinh viên, nó sẽ giống sinh viên hơn rất là nhiều, phòng trọ sinh viên hơn. Hoa bụng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã xem, đón xem mấy tập mình làm mà dựng thành tập hậu trường ấy. Thì có rất nhiều ý kiến phản hồi về, rất là vui. Ngoài ra có một số bạn hỏi bảo anh ơi làm thế nào để thành bộ phim. Thực ra thì quá đơn giản. Nhưng mà điều kiện bé nhất là các bạn phải có một cái máy ảnh, cái điện thoại để quay chụp. Phải từ 6S, cái gì nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? 6 Bluetooth trở lên. Không, điện thoại biết quay chụp thôi. Thì nếu mà bây giờ thì ai hầu như ai có smartphone rồi đúng không? Thì cao hơn một tí nữa thì đấy là máy ảnh đấy, thì chỉ cần một cái thì là bé nhất thì các bạn đã sẽ quay được phim rồi. Và cái thứ hai là phải dựng phim thì yêu cầu phải có một cái máy tính đủ để dựng phim nhỉ? Thì cấu thì nhất thì có i5 trở lên, máy nó hơi mạnh thì máy nó khỏe tí, chứ nếu mà dựng một máy bình thường thì nó hơi lâu. Mình nhớ cái thời mà mình làm cái tập FV1 ấy, cái tập là tân sinh viên ấy. Trong thời điểm này thì có rất là nhiều bạn ra sớm và đây là một trong những bạn ra sớm đầu tiên. Em có cảm nghĩ gì về khi mình là nhân vật ra sớm đầu tiên không ạ? Thưa anh là nói không phải khoe chứ năm nào em được vỗ tay như này luôn. Thì tập đấy là Dũng với Đông dựng xong rồi chờ 8 tiếng anh em đánh LOL xong rồi xong rất là vừa. Thì hồi đấy xuất xong là 8 tiếng mà hồi đấy có làm màu đâu, đơn giản lắm. Nhưng bây giờ thì trong vòng 10 phút xuất cái... nếu mà video đấy thì chắc phải tầm 5 phút là xong. Thế thì máy cấu hình càng cao thì nó càng nhanh cho các bạn thôi. Cái tiếp theo đấy là mọi người biết quay. Để quay với cầm máy ảnh thì quay, cầm điện thoại để quay. Như mình đây này, mình đang tập quay. Cái này là quay tốt rồi. Đấy thì chỉ cần về cái dụng cụ chỉ cần thế thôi. Một máy quay, máy ảnh. Còn cái mic dựng sao? Dựng phim phải tư duy gì? Dựng phim thì các bạn dựng phim thì các bạn phải có cái thẩm mỹ. Mình thì mình nói thôi chứ còn mình dựng hơi kém. Nó đang cố để dựng thành những tập phim cho bạn xem hay. Ngoài ra thì
đấy, về đạo cụ thì đấy thôi, quay phim dựng phim. Còn nếu có thêm tiền thì chúng ta đầu tư thêm mic, mic âm thanh, âm thanh mic nữa. Đấy là cái những cái dụng cụ mà các bạn cần thiết phải có để đi quay. Nếu mà các bạn làm kiểu như là làm phim không chuyên thì nên dùng máy ảnh cho nó rẻ. Máy ảnh thì nó tầm 10 triệu, 9-10 triệu đối với máy dòng máy 60D. Còn muốn quay kiểu tượng đấy nét tốt thì 70D. Hiện tại mình có hai con 70D và 3 con 60D. Nhưng mà để làm một bộ phim hay ấy, nó nhất thiết không phải là cái đấy vẫn chưa đủ đâu. Điều quan trọng đấy là cái kịch bản các bạn phải hay thì nó có kịch bản các bạn mới quay được, có thể dựng được. Nhiều bạn cứ bảo là gì nhỉ, diễn viên tốt rồi thì nó đóng gì chẳng thấy hay, chẳng thấy hài. Nhưng đây suy nghĩ rất là sai lầm, tại vì cái kịch bản rất là quan trọng. Bây giờ những bạn diễn tốt đấy, thì ra cái kịch bản các bạn ấy đóng thì không phải ổn, tức là từ ổn trở lên thì may ra nó mới hay được. Đố những các bạn mà đóng tốt mà đóng cái kịch bản dở thành hay đấy, khó lắm. Cho nên là cái kịch bản rất là quan trọng. Ngoài ra là diễn viên, tiếp theo là diễn viên thì là cái này dễ kiếm lắm. Tức là đa số các bạn đều rất là thích lên phim, rất thích làm diễn viên. Đây các bạn chỉ cần đăng tuyển, rất là nhiều bạn rất thích làm diễn viên luôn. Đấy thì thành lập một nhóm làm phim, các bạn chỉ cần thế thôi. Đơn giản. Tức là các bạn không có những cái đấy thì các bạn sẽ là người tập hợp những cái đấy. Tức là ví dụ như các bạn phải kiếm được một thằng biết quay phim này, hiểu chưa? Một thằng có laptop này, có máy dựng phim này, một thằng có biết kịch bản này. Đấy, rồi bắt đầu là tìm người diễn viên này. Thế là quay thôi, đơn giản thôi. Thì cứ dần mà làm thôi. Thì ví dụ ngày, nhưng mà quan trọng nhất đấy là các bạn phải làm sao đoàn kết được. Ngày xưa mình nhớ rất là, thì hồi đầu bọn mình làm thế cũng được 10 người làm rồi, anh em toàn tháng này đóng tiền quỹ để duy trì hoạt động của nhóm. Để duy trì hoạt động của nhóm. Kẻ điện thoại trên đây thôi, 100.000 và 85. Còn còn bây giờ thì nó khác, bây giờ nó có thêm máy móc thiết bị. Thì bây giờ các bạn thấy thôi, muốn bắt đầu một nhóm làm phim thì các bạn cũng phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Nếu các bạn có tiền thì các bạn khác, mình không nói. Nhưng các bạn nào kiểu đi lên từ sinh viên không có tiền thì bọn mình thì cứ từ từ sắm dần. Lúc đầu quay máy ảnh thì sau đấy cố gắng dồn này mua. Lúc đầu quay bằng điện thoại, sau đấy cố dồn quay bằng máy ảnh. Máy ảnh xong thì thêm tiền thì mua thêm một máy ảnh, thì sau đấy thành ba máy ảnh thì quay ba góc. Rồi thêm mic, đầu tư mic, đèn ánh sáng các kiểu. Đấy thế thôi. Cái này thì mình chỉ trả lời cho một số bạn hỏi mình thế thôi. Còn đa số thì các bạn muốn xem thôi, đúng không? Nói về làm phim ấy, khổ nhất vẫn là mấy thằng kỹ thuật. Tại vì mấy thằng kỹ thuật nó phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Còn thứ nhất là diễn viên. Diễn viên chỉ ngồi đọc thoại thôi mà nhiều khi đọc không thuộc. Nên là nhiều anh kỹ thuật rất là bức xúc. Đây thì là sau gần một năm hoạt động thì chúng tôi mới có được những thứ gọi là đủ để quay thế này đây. Thì đấy, có khổ nhất thì có sướng nhất. Sướng nhất là mấy đứa diễn viên. Diễn viên thì chỉ đến là ngồi và đọc thoại thôi. Đừng có cười nữa, tắm đi. Nhưng mà nhiều khi anh đừng có hội đầu vào nước nóng nữa. Nhưng nhiều khi đọc thoại mà còn không thuộc sẽ khiến tóc của luôn đấy. Lúc đấy rồi. Đấy. Mày nói đấy chứ đừng có hét. Hiểu như nào là hét. Đấy. Mày nói chuyện con Yến nhiều thì thành hiệu con Yến y nhau. Hai con nói. Em nói như thế đấy. Đấy. Con Yến này nói giọng điệu điệu ấy. Đấy. Như thế đấy. Giọng đấy là giọng dẹo trai, hiểu không? Đấy. Đấy. Em nói như thế đấy. Em nói như thế đấy.
đỡ đỡ một chút. Không phải, cái này nó... Em nói như thế đấy. Ngày trước nó có thế đâu. Nói nhanh thôi. Em nói như thế đấy. Đó. Em nói như thế đấy. Nói cái từ đấy nhanh thôi. Nói như thế đấy. Thì hôm nay có một bình Hải Dớ, Victor Hải Dớ cân tem. Đâu cái gì? Ra xô chứ. Ra xô là cái ấy rồi. Anh đừng có gội tóc nữa. Mặt anh bị hết rồi. Nên mọi người đang tập thoại. Rồi nói lại nào. Anh thật sự là cái này. Hảo hơi yếu về cái mặt này. Cái này đơn giản thế mà yêu. Nhiều khi không đóng được luôn. Ở FM chỉ có một số diễn viên là đọc kịch bản qua đóng được luôn. Còn ví dụ Hảo cũng phải một lúc mới đóng được. Thế anh đừng gội đầu vào nước nóng nữa. Kích từ đấy anh ơi. Đấy, như thế sẽ tốt lắm. Mẹ cái giọng dẻo trai làm gì nữa. Anh cái gì thật là. Thì còn gì nữa. Làm lắm thì không lắm, tự nhiên lắm. Anh hay anh đừng như thế đấy. Nghe em nói em thấy bình thường mà sao anh ông nói đấy. Thế mày nói như thế mày luôn đấy, em nói đấy mà mày em đọc hết lên thì em mày... nói đấy, em còn đọc đấy đấy thấy chưa đấy. Ai mà mày hát lần gì sao anh cũng hát, anh vẫn nói được đấy bình thường. Như thế sẽ giúp tóc lắm anh đấy, thôi đừng mắng về đó. Anh thấy người ta làm nước. Đây được 2 sợi tóc rồi. Anh vừa cả 2 sợi tóc nó bay. Anh đừng gội. Tết lần này thì 2 sợi rán tiếp này. Mày câu đi của anh 4 sợi tóc rồi. Không nữa. Ôi trời ơi. 1 sợi là 10.000, 2 sợi là 200.000. Tôi giản thế mà anh ông không biết. Thế nữa. Như thế sẽ khiến. Như thế sẽ kiên tóc anh bị rụng. Còn nó với còn Yến như thế con. Sẽ kiên cho tóc em bị rụng đấy. Mà tóc em bị rụng thì em sẽ không có tóc đâu. Tóc anh dùng mấy cái rồi còn. Nay do là 5 cái rồi đấy. Anh đâu có nói câu gì vậy? Cái gì vậy? Cái câu gì mà Yến với Hảo tuổi chuột hay tuổi tí gì? Cái câu gì rồi anh đâu biết đọc công hình gì? Anh rất tuổi chuột. Yến với Hảo tuyên bố anh rất tuổi chuột. Đúng rồi, anh rất gần. Buồn cười. Buồn cười. Buồn cười. Em thấy buồn cười. Tóc đi, đợt tóc đi đâu rồi. Đây mới một cảnh đây đó. Đây còn có 600 bao nhiêu. Anh đưa em đi ăn chân gà, anh ơi. Ủa, sao mày bảo tao đi ăn chân gà? Thế em đi ăn chân gà. Tao đã thấy tiền đâu mà ăn chân gà. Ôi, mình đã quá. À, vừa có thêm một nhân vật. Bạn này vừa lên trường gặp thầy xong rồi bắt sẽ ôm xuống đây thôi. Mình tưởng Vũ mãi ở với trường chứ. Làm lồ án. Làm lồ án. Mày còn lộ ra nhiều cái ngọc nhỉ. Thôi hôm trước anh biết mày đọc là khi. Có bạn ở channel của mình khen Vũ là một anh chàng đẹp trai nhất đội kỹ thuật. Kinh quá. Đọc là xịt. Xin chào các bạn. Như đúng rồi. Nương xịt loại tên này. Chán đời. Nói chị là gì? Cố tình nhá, mày bị thật chứ cố tình. Anh lấy nước gì làm cho ướt đấy? À nước kìa. Vừa ra ao rồi đấy. Tao ao hôi lắm. Thế em ngửi xem có hôi không? Anh đâu bị khô da. Anh lên cấp nước cho da. Bên em có dịch vụ làm đẹp. Cấp nước cho da đúng không? Lấy nước, lấy chai nước đổ vào da đúng không? Anh có thể cấp nước có nghĩa là phải bôi kem dưỡng lên mặt. À, sao cấp nước lại là bôi kem dưỡng? Thì bọn em trong nghề nó là thế. Trong nghề luôn. Nhưng mà rõ ràng em bảo là cấp nước. Mà đấy là nước, cái nước đấy là sạch nhất rồi. Bọn em thường hay nói ở trong kiểu là trong nhà đúng không? Thế bây giờ mày kiếm được tiền thế là xong mày không mời bọn anh đi chân gà mà bắt bọn anh đi. Dạo này em không có làm mày đâu. anh mày có giảm cân, mày mặc váy cũng xấu. Chân mày không ngắn. Chân vừa ngắn vừa to à. Ăn chân to không lo chết đói. Cái mồm ăn nhỉ. Làm gì có câu chân to không lo chết đói. Đúng. Quan em tập, đau hết bụng. Gặp đau hết bụng. Gặp 2 hôm là khỏi đau bụng mà. 2-3 hôm rồi.
Không, thế quay là nào? Tối qua em chỉ có ăn rau thôi, ăn rau luộc ấy. Thế em tập đau bụng sao em vừa uống lúc đau bụng? Không. Sao thế? Ừ. Thế là bụng no gặp nhiều bệnh đau cơ ở bụng thôi. Thì bình thường là thuốc đau bụng nó thế mà. Ờ đau tưởng đau bụng, ờ đúng rồi, đau bụng thì phải uống thuốc đau bụng chứ. Đau bụng thì uống thuốc tiêu chảy thôi. Thế nhưng mà em gặp em cũng đau bụng mà gì? Không, đau bụng đấy do em vận động nhiều nên là em đau cơ bụng. À đấy à, anh tưởng cứ đau bụng là phải uống thuốc đau bụng. Thế đau bụng sao lại uống thuốc tiêu chảy? Thì nó liên quan đến bụng, thì thuốc cũng chữa được. Cơ em liên quan đến bụng cơ mà. Nhưng mà đau bụng có nhiều cái lắm. Như... thôi không nói nữa. Hiểu không? Hiểu không? Anh hiểu không? Ừ, anh có hiểu không? Không, anh có hiểu không? Đó là em bị căng cơ bụng đúng không? Nên mới đau bụng. Nhưng mà... cái thuốc đau bụng nó là chữa căng cơ bụng mà. Thế anh thử uống đi. Anh có bị đau bụng đâu. Mà thằng Đông có đau nhưng bụng. Nhưng mà người ta bảo chỉ uống thuốc đau bụng khi bị tiêu chảy thôi. Tiêu chảy uống Benadryl chứ. Mình thuốc đau bụng cơ mà, cứ như xoa dầu rồi. Ta thôi chuẩn bị quay nào. Bây giờ đâm cơ tóc đi đâu. Victoria cắn Vũ. Hôm nay chúng tôi quay ở đây nhưng mà thằng Tuấn Ái thì nó lại đi thực tập. Thế là nó quên nó không mang chìa khóa và tôi không vào được phòng. Vì vậy là cảnh ngày hôm nay chỉ quay một ít ở ngoài thôi, thay đổi hết bối cảnh, buồn quá. Thằng Tuấn này là bây giờ về nhà cứ phải là cho mấy anh em treo bật lên ra, chống mông lên, cắm hoa. Cảm giác thế nào khi mà mình cân cả ba máy? Easy. Dạng này mình quá quen rồi. Đưa anh ta bay cho. Ta bay đâu? Tầm ạ. Đâu mới lau khô bắt đầu thôi cảm hết. Mình đang học cái khóa cầm flycam. Đang học cái khóa bay flycam. Bay bằng tay. Có nhiều bạn bảo là chắc phải học ngành nghề gì đấy liên quan đến phim nhưng mà thực sự không phải. Chưa ai ở đây học cái ngành. À ở đây có mỗi thằng chuyên ngành thiết kế đồ họa thôi. Đây, bạn là chuyên viên thiết kế đồ họa thì nhưng mà nó không liên quan thì làm đến phim nên là nhưng mà cũng là chuyên viên kinh thiết kế đồ họa. Bạn này thì học điện. Điện bách khoa. Học điện tức là nối điện. Chập cho câu điện. Nhưng mà điện. Bây giờ lại thành là trưởng nhóm kỹ thuật kinh thiết quay phim dựng đường điện. Đông thì là học cơ khí bách khoa, học chuyên ngành lái ô tô. Cơ khí sẵn đời. Còn Hảo thì học khoa thú y thụ tinh cho lợn. Anh nói sai rồi. À thế có gì? Cái gì? Em bên lý luận chính trị và xã hội. Mọi vấn đề về xã hội sẽ được em giải quyết. Kinh. Nhưng mà ngày xưa anh thấy Hảo, anh cứ tưởng Hảo là học khoa thụ tinh cho lợn nhé. Không. Có khoa đấy à? Tức là nông nghiệp cũng có phải à? Có mà nông nghiệp có. Có khoa thú y. Rồi nhìn kênh lắm, bọn nó còn phải đi gọi là đúng rồi nhìn lợn chỉnh nhau. Xong rồi còn phải mổ con vật đi ở khoa chăn nuôi này, mổ con vật xong rồi phải lấy ruột các kiểu của nó ra thì sợ lắm. Thế Hảo thấy rồi. Hảo thấy rồi. Biết rồi. Nào bắt đầu quay nào. Chúng tôi đã trở về công viên tuổi trẻ nơi quen thuộc. Nơi quen thuộc để quay tiếp cảnh. Và xin giới thiệu đây là kiểu đây là kiểu kiểu đó cái chỗ ngoại kẹo để ăn với đó là kẹo và nước và cuối cùng kẹo hết rồi mà nước chưa ra nhiều ra kẹo cái cảnh sông Hồng ấy nhỉ. Thật ra thì bọn tôi ngày xưa thì ngày xưa đây khoảng tầm 1 năm đi quay không dám ăn một cái gì cả đấy vườn hoa còn cả buổi chẳng được một miếng nào ở bụng tại vì không có tiền để tiền dành Đông Mỹ mua, đúng rồi để thuê máy quay cho Đông Mỹ quay. Từ này thì được anh em kỹ thuật nhiều tiền. Đi đâu cũng thấy các ông, các ông ấy đổi iPhone 6 hết rồi, mình cục gạch.
khung cảnh yêu à không dám rút. Được nhà tài trợ Victoria Vũ. À Victoria Lisandra Casapio. Jaso Vũ. Cinderella. Victoria Cinderella. Vega nữa chứ. Đầu tư cho anh em uống trà đá đi quay phim. Ừ. Đây còn 2000. 12 giờ rồi. Tôi đã quay xong và uống 3 cốc hết bao hết 3 cốc. Bao thuốc đá và rất cái kẹo. Rất nhiều kẹo lạc. Cái này về ăn cơm được rồi. Phim gì? Bữa qua hôm nay chỉ có một cô gái thôi, còn lại là con trai, năm anh em, thời kỳ đầu luôn. Đấy, cái thằng Vũ thấy thằng nhanh thôi mà. Ừ. Đấy, mẹ, mày muốn thì không dọn. Lúc đầu bảo không chụp, giờ lại chụp. Ừ. Đây, chụp quay xong rồi nên là đã đến giờ của con gái đây là chụp ảnh. Thế mới lạ chứ. Đặc quyền của bạn nữ khi mà tham gia FM sẽ được chụp ảnh miễn phí ở những nơi rất là đẹp. Được gì nhỉ? Chuyên viên thiết kế đồ họa Victoria Scapofia Lysandra Cinderella Yaso Yaso Vũ chỉnh sửa ảnh rất là đẹp. Làm typo à? Bạn này thì chỉ sửa ảnh cho gái thôi. Còn ảnh cho anh em con trai không có mình không bao giờ sửa. À xong là anh bảo anh cướp. Con chú cho em biết được con lỗi. Đứa. Anh ơi tiền nữa. Ơi sao đặt linh người người ấy. Đấy là định cho em đóng đây. Nhưng mà em không đi được. Cassiopeia Victoria. Chúng tôi chuẩn bị cho cái đầu bàn cơm thôi. Cô bé đang nghe rồi. Đây là cảnh quay của ngày cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ là hơn 3 rưỡi rồi, 4 giờ rồi. Chúng tôi chém lên 5 giờ rưỡi, 4 giờ. Tức là mệt từ sáng đến giờ luôn. Cảnh quay hôm nay quay lên mãi mãi Dương Quảng Hàm. Bây giờ chúng tôi đang ở đây một Lotte, đây là tòa nhà Cang Nam, rất là cao phải không các bạn? Đang cần một cảnh quay bối cảnh ở đây thì cảnh đây thì nó sẽ cướp giật đông đi ăn cướp vắng người và đường. Buổi sáng thì có 5 người, buổi chiều rất là đông. Buổi chiều là đông toàn con trai. Bây giờ mai là khách đây. Thì quay rất là nhanh. Sợ nhất là quay nhiều bối cảnh đi xa. Thời gian đi nó còn tốn cả thời gian quay. Như thế nhiều tập phim thì tôi có thể một ngày quay được rất là nhiều. Nhưng mà có những tập mà quay mấy ngày mới xong rồi đi xa. Rất đi xa mà bối cảnh mà mang đèn lên này.
các bạn hôm nay. Hôm nay chúng tôi còn mang đèn lên này. Đây là đèn anh Tân. Đây là đèn kinh lô. Ủa mày làm cho gì đấy? Em đang quảng cáo sản phẩm. Quảng cáo cái gì đấy, mày quảng cáo đâu? Đây là cho các bạn biết thôi, quảng cáo mày làm lố quá. Vũ ơi, đây mà, đang nói trong đâu? Đây là máy, đây là đèn đấy. Kino. Xong anh sẽ bảo là rất là nặng. Có một quán bình thường quán nếu mà quay trong quán cà phê hay trong văn phòng, trong phòng nào đấy cần ánh sáng thì ít nhất phải mang 3 cái đèn. 2 là kino, 1 đèn kit. Chân máy cơ, chân máy mạng mệt. Đây, thằng đứa ăn tầm mang chân máy thì mệt lắm. Nói chung là khi nào mà quay trong nhà thì cầm mấy cái đồ này đi mệt. Mệt, đây còn dây nhựa, dây điện này. Đấy. Ngay mà chiều nay bọn nó nghỉ học nhiều, lâm ra là mới có đi quay rồi. Cái này đông là đông ship hàng. Cao quá. Ngày xưa bọn mình cũng hay quay ở trong bể bơi trong này này. Mượn quay, thuê quay.